Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây. Tình hình là mấy hôm trước đi test Covid cày vai các bạn ơi. Gặp ngay ông bác sĩ mà đần thối á. Nhét ngay cái que vào mũi đau vai trưởng các bạn ơi. Mà ngộ một cái là gì? Mặt ông này hề luôn giống y hệt tính đần ở trong phim Anh Hùng Xạ Điêu các bạn nhá. Thế là mình lại nhớ ngay ra cái con game Tân Anh Hùng Xạ Điêu của Gamota các bạn ạ. Đấy, cũng đam mê game kiếm hiệp các kiểu. Cho nên là ngày hôm nay quyết định là làm một cái video clip để review cho các bạn xem con game cực kỳ đẳng cấp này luôn các bạn nhá. Thì hiện tại mình đang chơi ở server S126 các bạn nhá. Vừa mới vào ngày hôm nay luôn. Và nhân vật của mình thì đây, cũng lên được level 39 rồi nhá. Hiện tại thì mình đang chơi môn phái Bạch Đà Sơn. Còn các bạn cũng có thể lựa chọn một số môn phái khác, ví dụ như là Đào Hoa Đảo này. Ý giời, phái này thì búp đừng hỏi luôn. Hoặc là đây, rồi cái bang rồng quanh phượng múa các kiểu luôn nhá. À mà đấy, đúng mùa dịch Covid này thì các bạn nên chơi cái bang đi. Bởi vì chúng ta sắp thành cái bang hết rồi. Ok, tiếp theo. Đây, toàn chân giáo các bạn nhá. Phái này thì sát thương cực kỳ to luôn các bạn ơi. Bởi vì cầm kiếm mà. Mấy phái kia thì toàn đánh tay không với cả cầm gậy thôi. Phái này cầm kiếm thì sát thương nó phải to rồi. Nhưng mà mình là mình bổ kết cái phái Bạch Đà Sơn này các bạn ơi. Bởi vì đánh đấm nhau ấy, không cần vũ khí mà có nhiều khống chế các bạn nhá. Quá là ngon luôn. Rồi, bây giờ sẽ cùng quay lại vào game để trải nghiệm cho các bạn xem nhá. Game này thì cái hệ thống làm nhiệm vụ vô cùng là đơn giản luôn. Chúng ta chỉ việc click vào nhiệm vụ là nó sẽ tự động tìm đường nhá. Ui giời, đỡ mất thời gian các bạn ơi. Đấy, ngoài ra còn có thể tương tác với NPC. Mấy ông NPC nói chuyện hay phết các bạn ơi. Được đấy. Với lại chơi game nào cũng thế các bạn nhé. Mình luôn ưu tiên gọi là đồ họa trước. Các bạn thấy game này đồ họa đỉnh không? Ui giời, đánh đấm nhau đừng hỏi luôn ạ. Ui giời, thấy chưa? Đấy, hiện tại mình còn dắt thêm cả hai trợ thủ nữa các bạn nhé. Đánh nhau, ui giời, gắt đâu. Quá đỉnh luôn ạ. Đấy, thì game nào cũng thế thôi. Mình cứ phải ưu tiên cái đồ họa đẹp thì chơi. Còn không thì nghỉ luôn các bạn nhé. Giống như kiểu là tán gái như thế các bạn ơi. Cứ gái xinh là thích nhá. Mấy bố cứ bảo là ui giời quan trọng gì. Tính nết mới là quan trọng, nhưng mà mấy bố toàn chém gió thôi. Nhìn thấy gái xấu là chạy mất dép rồi. Thì làm sao mà chờ đến lúc biết tính nết người ta như thế nào, đúng không? Ở cái thiết trưởng phong này, nếu mà chúng ta leo lên tầng càng cao thì sẽ được càng nhiều tài nguyên nguyên liệu thôi. Vô cùng là easy các bạn nhá. Ok, rồi nói đến đồ họa mình phải ra cho các bạn xem cái hệ thống là thời trang cũng như là thú cưỡi. Đỉnh thật sự luôn ạ. Thế này, hiện tại thì mình đang mặc cái bộ này là đang được tặng free mấy ngày các bạn nhá. Sau hình như là 7 ngày là nó sẽ hết hạn các bạn ơi. Để xem nào, ui dồi ôi, sứ giả đại kim các bạn nhá. Bộ này nhìn ngầu đấy. Ái chà chà, quá gắt luôn các bạn nhá. Mấy bộ thời trang này thì đều cộng thuộc tính cả các bạn ơi. Tăng lực chiến rất là nhiều các bạn nhá. Ui, sứ giả đại tống này cũng được này. Bộ này hợp phong thủy mình đấy, mệnh thủy các bạn ơi, màu xanh. Để xem nào, ui dồi ôi, hip hop never die các bạn ơi. Để xem còn bộ gì khác không. À, bộ này giống thời đại công nghệ 4.0 phết nhỉ. Được đấy, bộ này nhìn có vẻ là hợp với những bạn nào mà yêu thích đam mê công nghệ nhá. Để xem dưới này còn bộ gì ngầu ông ta. Ui, các bạn ơi, bộ này này, bộ này thề các bạn luôn nhìn ngầu này các bạn ơi. Đấy, từ nay đến giờ nhìn thấy bộ này là đỉnh chóp nhất các bạn nhá. À, dưới này, ô, bộ bí ngô này nhìn cũng hay này. Sắp đến Halloween này các bạn ơi. Tậu ngay một bộ để xài xem nào. Ôi trời ơi, bộ này có hai cái sừng nhìn đã thấy tâm linh rồi. Thề với các bạn luôn là mình cứ nhìn thấy cái bộ trang phục nào mà có sừng là rất tâm linh luôn các bạn nhá. Sợ ra ngoài đời cũng bị cắm sừng theo các bạn ơi. Lại tiếp tục là một bộ trang phục có sừng nữa các bạn ơi. Sừng này là còn một sừng dài, một sừng ngắn các bạn ạ. Đấy, ông này là đúng theo kiểu là bị người yêu đá đít đây. Cày thật sự luôn ạ, hai sừng nhá. Ôi trời ơi, buồn thật sự luôn. Để xem nào, ui ôi. Bộ này là dạ oanh các bạn ơi. Bộ này đi dự tiệc hóa trang Halloween cũng được đấy. Để xem nào dưới này còn bộ gì nữa không. Ui đây 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 các bạn ơi. Bộ này bạn nào mà đam mê kiểu lính thủy đánh bộ các kiểu đây này. Nhìn ngầu đấy các bạn ơi. Ý đỉnh không. Cầm khẩu AK này thì quá ghê luôn rồi. Bộ thời trang này được đấy. Ô hay phết nhờ. Bạn nào có bộ này chưa? Comment xuống bên dưới cho mình biết xem nào. Ngoài ra thì còn rất nhiều những bộ thời trang khác nữa cực kỳ là đẹp luôn các bạn nhá. Mặc mấy bộ này vào là không cần đánh nhau đối thủ cũng cảm thấy sợ hãi luôn rồi các bạn nhá. À đấy, còn một phần nữa các bạn ơi. Thú cưỡi, thú cưỡi. Đây, nhắc đến đồ họa thì cũng phải nói đến thú cưỡi chứ. Các bạn nhìn thấy mấy con này trông ngầu. Ui trời ơi, con lừa này đeo mấy cái đồ này đã nặng rồi thì làm sao mà chở thêm được người nữa. Để xem tốc độ con này bao nhiêu. Đúng rồi, con này tốc độ cũng 175% luôn á. Ảo đấy, để xem nào. Bên này, ui,
Con này nhìn ngầu vãi các bạn ơi, báo điện các bạn nhé. Ui, con này nhìn ngầu thế này mà tốc độ có 175% bằng con lửa ảo ma Canada thế nhở. Nhưng mà con này nhìn thực sự ngầu luôn các bạn ạ. Đây này, lại còn tăng phòng với cả tăng công nữa. Đấy, nó phẩm cam nó vẫn phải hơn con lừa kia chứ. Có điều kiện nó mới sở hữu ngay con này, nhìn nó ngầu các bạn ơi. Xuống dưới này xem nào, mấy con thú đặc biệt. Thú đặc biệt có con gì không ta? À, panda này, gấu trúc này. Ui dồi ôi, lại còn xách theo bình rượu thế này thì suốt ngày say sưa làm sao mà đánh đấm được ai. À đây này, con này nếu mà chúng ta kết hôn nhá thì hoàn toàn có thể nhận được luôn các bạn ơi. Quá là ok luôn. Để xem nào, ui, con này kỳ lân các bạn ơi. Kỳ lân màu xanh luôn các bạn nhá. Đúng là thanh lân, tức là kỳ lân xanh đấy các bạn ơi. Wow, con này nhìn có vẻ chất chơi người rơi đấy các bạn ạ. Được đấy, để xem con này tăng bao nhiêu tốc độ đây, 175%. Ồ, nhưng con này cũng chỉ bằng con báo điện này thôi. Để xem là còn con gì nữa không. Úi dồi ôi, cá chép các bạn ơi. Con này thì trung thu mình vừa mua mấy cái đèn lồng rồi nên thôi, không thèm xài con này nhá. Dưới này mấy con ngựa này, ui, ngựa có cánh luôn ạ. Đỉnh thật sợ luôn các bạn ơi. Gấu bắc cực này. Ui, các bạn ơi, con này ngầu không? Ui, sư tử các bạn nhá. Ui, dã man luôn, hai bên này còn trang bị thêm cái gì đấy. Ui, giáp tay luôn. Ui, con này nhìn đỉnh thật sự luôn các bạn ơi. Cưỡi con này thì gọi lên một tầm cao mới các bạn nhá. Ồ, ngoài ra chúng ta cũng có thể cưỡi kiếm này. Chán cưỡi thú, chuyển sang cưỡi kiếm các bạn ơi. À, được đấy nhỉ. Xem nào dưới này, ui, mình nhìn thấy con chó các bạn ơi. Con này là con husky đúng không? Đấy, mình nhìn thấy con husky này mà. Nói rồi là còn treo khúc xương ở đằng trước thế này thì chỉ mải mê gặm xương rồi làm sao mà đánh đấm được gì đây. Xem nào, ui, tôm hùm các bạn ơi. Nhưng mà tôm hùm đất không thích. Phải thích tôm hùm Alaska cơ. Mấy con tôm hùm đất này ăn đau mồm lắm. Xem nào, còn có gì nữa không? Ui xài, phong cách này gọi là đỉnh cao luôn các bạn ơi. Đường tình anh thua nhưng mà đường đua anh cóc sợ các bạn nhá. Đấy, đúng là xe máy có khác, tốc độ 180% luôn. Uầy, con này cộng nhiều chỉ số vãi luôn. Phòng 400 này, sinh lực 8000 nhá. Ui là, trên này cũng thế, có một con nữa cũng tương tự luôn ạ. Để xem nào. À đây này, dưới này chúng ta còn có thú song nhân. Tức là hai người cưỡi được các bạn nhá. Mấy cái xe này nhìn cũng ngộ phết nhỉ các bạn nhá. Ây à, con hổ này cưỡi được hai người các bạn ơi. Được đấy, xem nào. Ui ôi, đây này, kim giáp chiến long này mới gọi là ngầu các bạn nhá. Dã man luôn, ui ôi. Các bạn nhìn thấy chỉ số công cộng đến 5400 luôn ạ. Ái trưởng, có con này chơi thì đúng là chắc là bán đạo server mà thôi. Không biết là bạn nào có chưa ta, cho mình cưỡi thử một hôm xem được không. Đấy, các bạn thấy chưa, dưới này còn rất là nhiều thú cưỡi, nó cực kỳ là ngầu nhá. Tha hồ cho chúng ta lựa chọn các bạn ơi. Ok, tiếp theo mình muốn nói đến một cái tính năng quá đỉnh luôn, đó chính là trợ thủ các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang dẫn theo hai trợ thủ, đó chính là Lê Hữu Cước với lại là Hoa Chanh các bạn nhé. Uầy, nhưng mà sao lại cho ngay mình cái ông Lê Hữu Cước này nhở? Thề bạn luôn là tâm linh vãi luôn là ăn mày. Cày nhờ, đã Covid rồi lại còn cho ngay trợ thủ ăn mày thế này thì còn đánh đấm cái gì nữa. Phẩm là ưu tú các bạn nhé. Để xem nào, ngoài này này, còn rất là nhiều phẩm này. Thấp nhất thì là trợ thủ thường, còn bên trên một chút đó chính là ưu tú các bạn ơi. Và ngoài ra thì còn có Trác Việt này là phẩm tím các bạn nhá. Nhưng mà lên phẩm cam này. Đấy, hoàn mỹ các bạn ơi. Mấy cái trợ thủ hoàn mỹ này là cũng đỉnh rồi. Tuy nhiên bạn nào mà sở hữu được ông Vương Trùng Dương này hay là Đoàn Chí Hưng này thì ui xỏi, đứng top server luôn các bạn ơi. Quá chất luôn các bạn nhá. Riêng mấy con trợ thủ này thì đúng là nó đánh chả khác gì nhân vật chính luôn ạ. Lực chiến cực kỳ cao, skill cực kỳ bá luôn các bạn nhá. Đây này, ví dụ như ông Vương Trùng Dương này đây, đẩy cho mục tiêu trong phạm vi 500% sát thương, kèm theo hiệu quả bá thể cho người chơi. Wow, mạnh vãi trưởng luôn ạ. Bảo sao nó ở phẩm chân các bạn nhá. Anh em nào mà sở hữu được những em đệ tử ngon thì chắc chắn là đi PK cũng như là vượt ải, quá là easy luôn các bạn nhá. Và khi mà chúng ta chơi game kiếm hiệp này thì chắc chắn là không thể bỏ qua những cái hoạt động rồi. Hoạt động thì khi chúng ta lên level nó sẽ mở thêm nhiều hoạt động cho chúng ta trải nghiệm nhá. Còn ở đây là một cái tính năng phó bản, có phó bản cốt truyện thì chúng ta cũng có thể vượt để nhận những cái dương thưởng này. Ở trong phần hoạt động này thì chúng ta cũng có thể tham gia thêm những cái phụ bản để lấy thêm XP này, cũng như là nguyên liệu các bạn nha. Đây, ví dụ như đào hoa mê trận này này, được cực kỳ nhiều XP luôn các bạn ơi. Vô song quan các bạn nha. Đấy, vào đây đánh đấm cho các bạn xem hiệu ứng skill luôn. Úi trời, các bạn thấy chưa? Ngoáy, hai ông trợ thủ đánh đấm cũng khác gì nhân vật chính đâu. Cứ dã man phết đấy. Ok, sử dụng skill xem nào. Ui xời, quá ghê luôn bạn ơi. Ra càng nhiều càng khoái các bạn nha. Ui, đây là đúng là chiêu cuối đấy. Tuyệt kỹ các bạn ơi. Đấy, gắt không?
đánh đấm như thế này cơ mà, quá kinh luôn. Các bạn có thể thấy khi mà chúng ta đi phụ bản XP này thì lên được rất là nhiều kinh nghiệm các bạn nhá. Đấy, thấy không? XP cứ cộng gọi là mầm lên. Quá gắt luôn. Đây rồi, có boss ra các bạn ơi. Dạ luôn. Né né chiêu các bạn ơi. Đấy, anh hùng xạ điều né chiêu thành huyền thoại mà. Các bạn thấy không? Lúc nào mà nó chuẩn bị sử dụng cú nộ cuối phát, mình né phát ok ngay. Quá là easy luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Tham gia mấy cái phụ bản này thì lại level nguyên liệu các thứ vô vàn luôn nhá. Đó thì các bạn có thể thấy con game này thì chả biết chê ở đâu rồi. Từ đồ họa cho đến là lối chơi thì cực kỳ là ok luôn các bạn nhá. Cho nên là các bạn cứ tải về và trải nghiệm cùng mình đi. Và mình thì hiện tại đang chơi ở server S126. Bạn nào tải về chơi thì nhớ vào server S126 và kết bạn với link đen nhá. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ có những phút giây chơi game thật là vui vẻ. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.